ở đây cũng xuất hiện cái bảng đồng giá đó, 600k, 900k rồi 600k. Ví dụ như bao nhiêu chậu chị? Bao nhiêu chậu mai này? Ồ, 1,5 triệu luôn hả? Dạ. Đào. À cũng vậy ha. Dạ cảm ơn. 500 này. 500 chậu này. 500 chậu này thì chậu kia phải 1 triệu. Xả hàng này quý vị. Xin kính chào quý vị. Hiện tại là 16 giờ chiều ngày mùng 5 tháng 2 năm 2024, tức là nhằm vào ngày chiều ngày 26 Tết âm lịch quý vị ha. Mình đang có mặt tại con đường Hồ Tùng Mậu. Chiều hôm nay trời lại cứ âm u hôm qua như vậy. Mây đen kéo đến buồn buồn nhưng cũng không có mưa ha. Ở bên này là khách sạn Palace quý vị, khách sạn 5 sao. Mai mốt tới dịp Tết Nguyên Đán khi khách lên đông á, thì họ ở trong khách sạn này nhiều lắm đây. Mình nghĩ là cũng là sẽ trải phòng ha. Hôm nay mình cũng dẫn quý vị anh chị và các bạn đi dọn dòng đi, để tham quan xem thử tình hình mua bán hoa Tết của bà con mình như thế nào. Đây hoa giấy đây quý vị này, buổi chiều thì nó cứ heo héo ha, buổi sáng tươi đẹp lắm luôn. Bà con mình đang đi dạo vòng vòng ấy, dạo vòng vòng để mà dò giá đó. Dọc này nó kéo dài về là bà con mình bán nhiều lắm luôn. Bên kia là những chậu mai kìa đó. Mai nở vàng rực rất là đẹp. Tiểu thương mình ngồi bấm điện thoại thôi quý vị, không có khách tới hỏi. Những cái chậu tiểu cảnh bonsai ha, đại cảnh luôn cái chứ, rất là lớn đó, giống như những cái chậu này quý vị này, lớn lắm luôn. Đào cho thuê hoặc bán luôn. Ủa, những cái tiểu cảnh đẹp quá quý vị. Đây trời ơi, cái này là không biết người ta bán nó chắc phải nó được tiền trăm triệu tiền tỷ đó quý vị ạ. Quá đẹp luôn. Lan hồ điệp ha, có người mua. Đào đấy. Đào ra lá rồi. Bà con mình cũng đi ngó ngó ngắm ngắm vậy đó. Những cái chậu đào khá là đẹp luôn quý vị. Cho đến bây giờ vẫn chưa biết giá cả sao cả. Mẹ dưới này thì bà con mình đi ngó ngó cũng khá là nhiều này. Đấy, xuất hiện lai rai những bà con mình đi mua ha. Thật sự dưới này là có bà con mình giảm giá lên á, đồng giá 900k, cho nên như bà con mình cũng tới ngó ngó. Mình thấy đông đông là vui vui. Đấy. Chỉ cho rồi ha. Đó. Đồng giá 900k mình nghĩ những cái chậu nhỏ thôi, những cái chậu lớn mà khủng không có cái giá đó đâu quý vị. Ví dụ như là những chậu này ở đây cũng xuất hiện cái bảng đồng giá đó, 600k, 900k rồi 600k. Ví dụ như những cái chậu này thì không coi cái giá là 600k đâu ha. Những chậu này này 600k chơi được luôn quý vị đó. Những cái chậu lớn như thế này là có giá mấy triệu đó, người ta bán hoặc cho thuê đâu quý vị ha. Đồng giá này 600k là những chậu này này đó. Quý vị có thể ghé ra đây là lựa cho mình một chậu phù hợp để đem về chơi ha. Ngay trước vùng binh thủy tạ một loạt luôn. Một loạt như vậy đó quý vị. 600k ngày hôm nay, nhưng mà ngày mai mình nghĩ là cũng hạ xuống tầm khoảng
400-500 ca đấy. Càng về nước cuối là càng hạ xuống, tại vì càng về nước cuối mà khi mình để ngoài đường như thế này á, những cái chậu đào nó còn bông nó không còn đẹp nữa, nó sẽ héo, sẽ úa, sẽ rụng nhiều bông đi. Nói chung những cái chậu đào mà đồng giá 600 ca đó chơi cũng được, nhưng mà hoa thì không còn được nhiều và đẹp nữa. Và mình nghĩ những ngày tới thì khi mà hoa nó cũng càng ngày càng ít đi thì người ta lại tiếp tục hạ giá. Tiền nào của đó ha. Nếu quý vị muốn đẹp thì bây giờ ra chọn cây đem về 600 ca thì chơi được. Nhưng để vài ngày nữa thì khi mà nó rụng hoặc là nó héo bớt đi là ít bông lại, nó cũng hết đẹp đó. Rồi lên đây là kim cúc ha. Để mình rẽ qua con đường Trần Hưng Đạo xem tình hình bà con mình buôn bán vào chiều nay như thế nào. Buổi sáng mình đi ở dưới bờ hồ Xuân Hương thì thấy tình hình nó cũng khá là thê thảm luôn. Rồi qua mé bên này là con đường Trần Hưng Đạo ha. Bà con mình cũng lác đác đi du xuân chụp hình thôi. Mình chưa thấy có người mua nữa. Ủa những cái chậu đào, những cái chậu này đẹp lắm quý vị. Này chậu mai này. Đó. Búp rất là nhiều ha. Búp nhiều hoa lên cũng nhiều luôn quý vị ạ. Quá đẹp luôn. Mình chỉ tiểu thương ha. Để mình hỏi được cái giá nghe. Bao nhiêu chậu hả chị? Bao nhiêu chậu mai này? Ồ, 1,5 triệu luôn hả? Dạ. Đào. À cũng vậy ha. Dạ cảm ơn chị nghe. Cái này là 1,5 triệu quý vị. Đó. Giá này thì đẹp. Cây đẹp. Thế đẹp. Búp rất là nhiều. Búp nhiều lắm luôn này. Ồ cây này nở đẹp cho quý vị. Những cây 400-500 thì nó nhỏ lắm quý vị. Hoặc là nó cái thế nó không đẹp ha. Cái thế này là thế đúng đẹp luôn. Nếu như mà trưng những cái cây mà đào mà ở trong nhà đó mà đúng cái thế mạnh mẽ thì nó tạo cho mình một cái thế da đầu vững chắc mạnh mẽ đó. Đào này, đào cũng thế ha, đào cũng 1,5 triệu luôn ha. Những cây này thì không biết làm sao, mình nghĩ cũng thế luôn. Hoa giấy quất nè, quất trái rất là sung xuê luôn quý vị ạ. Những chậu quất mà trái sung xuê mà co cao to như thế này thì nó cũng có giá phải trên 1 triệu đó quý vị ạ. Hôm qua mình thấy những cái chậu nhỏ nhỏ ấy mà người ta bán đồng giá là 250 ca mà nhỏ lắm, chỉ bằng một nhánh như thế này thôi đó. 500 này, 500 chậu này, 500 chậu này thì chậu kia phải 1 triệu, 1,5 triệu. 500 chậu này được đó quý vị. Chậu này mà cái phòng khách nhỏ nhỏ về để chơi cũng được ha. Đó, 500. 200 này, hôm qua là 250 nhưng mà hôm nay là 200 rồi. Đấy. 200 chơi cũng được rồi quý vị ạ. Xả hàng này quý vị. Ghi là xả hàng vậy thôi chứ không biết giá bao nhiêu. Cũng chỉ lác đác người đi ngon ngó vậy thôi quý vị ạ. Chứ thật sự ra chưa đông lắm. Mình khoái nhất là những cái chậu đào như thế này. Để nó gọn gàng nhưng mà đẹp ha. Bà con mình đi ngó rồi đó. Việc mua bán nó vẫn chưa tấp nập cho lắm quý vị ạ. Mình thấy thật sự hàng còn rất là nhiều. Mình cũng không biết cái chiến lược kinh doanh của nhà vườn nó như thế nào. Ví dụ như người ta bán được chậu nào thì người ta sẽ chở chậu khác ra lấp vào chỗ trống. Đấy. Để nhìn cái hàng của mình lúc nào nó cũng xôm tù và đẹp.
chứ không phải là thưa thớt. Cũng có thể là người ta bán lai rai và bán được chầu nào thì lấp vào chỗ trống chầu đó, cũng có thể là như vậy. Chị này mua hàng loạt luôn, quá tuyệt vời. Chầu đào này mới chở ra vô chầu. Nhìn tình hình chung thì tiểu thương vẫn đang còn sốt ruột ha. Ồ, có cái chậu này chở lên đưa đi rồi này, tuyệt vời quá luôn. Mình nghĩ ngày mai nó sẽ mạnh hơn ha. Có đồng chí cũng đi mua một cành nhỏ nhỏ đem về nè. Sổ, hàng này là hàng sổ đó quý vị. Sổ ghi giá lên luôn quý vị ơi. Tự nhiên ghi chỉ sổ như vậy mình cũng biết được nào một lần hết trơn. Sổ thì những cái khu vực này người ta cũng có thể ghi sổ luôn được nè. Đó, nếu mà ghi giá thì ghi sổ luôn được đó. Bà con mình đứng ngó ngó ha. Dạng giống kiểu là các bạn trẻ đi tiền trạm cho gia đình trước ha. Rồi mai mốt nhiều lúc ba mẹ đi ra ngó thêm lần nữa. Đào càng về tới khu vực này thì càng đẹp. Hôm rồi mình đi bù quái này quý vị thấy rồi, cây khủng dạng đẹp. Đường phố tấp nập, nhưng mà mua bán thì khá chậm. Có hai cây chở đi rồi quý vị kìa. Những cây khủng như vậy là một là mua, hai là người ta thuê ha. Những cái sẵn công ty rồi đó, rồi khách sạn đó, đó quý vị. Bà con mình đi ngó đi trả giá đấy ha. Xả rẻ 100. Ồ, nhà vườn xà rẻ 100 thôi quý vị. Lan hồ điệp ha. Bà con mình tranh thủ xả ha. Tới mấy đầu này thì thấy việc mua bán nó trở nên nhộn nhịp tấp nập hơn này. Chị này mua những cái cành hoa lan ha, lan các cành đấy. Hoa cháy quý vị, bao la tràn ngập. Vẫn chưa ăn thua đâu quý vị ơi. Mua bán nó cũng vẫn còn chậm lắm. Thấy bà con mình đi du xuân là vui rồi ha. Đấy, tà áo dài.
bên kia cũng bao la luôn quý vị. Tới đây là Bùng Binh Khe Sanh à. Chạy thẳng qua bên kia là đường Hùng Vương. Trước mặt của chúng ta là khách sạn Maple Hotel. Khách sạn này hồi trước người ta xác định xây dựng vượt phép sai phạm ở máy đằng sau đó. Và sau khi bị đình chỉ và ra quyết định xử phạt thì bây giờ chủ khách sạn này người ta đã chấp nhận rồi đó, chấp nhận ngừng thi công công trình và sự đóng phạt ha. Đó, ngừng thi công thì tốt, một là xin cấp phép, còn nếu chính quyền không cấp phép thì buộc phải tháo dỡ làm nghiêm thì mới được. Chứ còn mà ví dụ chấp nhận đóng phạt thì đối với đại gia vài trăm triệu quá bình thường, đúng quý vị. Rồi ngưng lại thì để đó thì cũng quá bình thường luôn. Nếu đã cho xây thì anh xây luôn cho nó đẹp, còn ngưng lại là đập bỏ để giải quyết cái hậu quả đó, vượt phép đó. Chứ còn mà để nhăm nhăm nhở nhở, cứ để một cái khối bê tông chỉnh in nó cũng ra cái gì hết quý vị. Ví dụ như là đập thì không đập mà xây hoàn thành thì cũng không hoàn thành đó, để khối bê tông xù xì lồi lõm thì nó không ra cái hệ thống gì hết trơn. Chính vì vậy giải quyết dứt điểm luôn quý vị ha. Đó, những cái nào mà vi phạm nó đập luôn, còn không là cho người ta xây luôn đó. Cho quý vị có thể thấy là có những công trình sai phạm mà người ta không giải quyết dứt điểm, cứ để miết như vậy và càng ngày nó càng xuống cấp, rêu phong nhìn nó ma mị, nó sao sao đó quý vị ha. Đây mới mọc lên khách sạn rồi quý vị này, ở sau có cái view đẹp lắm nhưng mà dưới mà nó cái tầng hầm khủng khiếp luôn, dưới cái vực xấu lắm quý vị. Đây là con đường Khe Sanh nè, Khe Sanh chạy về đèo Mimosa đó. Sau khi con đèo Brent đó được thông xe toàn tuyến thì bây giờ con đèo này nó cũng trở nên dễ thở hơn. Chứ ngày xưa mà con đèo Brent mà đang đóng cửa, mọi phương tiện đều tập trung qua cái này, phải nói với quý vị nó oằn lưng luôn, và cánh tài xế chạy nó cũng rất là mệt mỏi. Bây giờ là ở bên này là lác đác tấp nập xe tải thôi ha, vận chuyển hàng hóa này kia, còn xe du lịch cá nhân là chạy bên đèo Brent rồi, rộng rãi bốn làn xe rất là đẹp ha. Mình thấy ra những con đường như thế này thì thấy lác đác có những cây hoa mai anh đào đó, nó ra hoa. Nếu như mà ở trong phố mà ra như thế này thì đẹp lắm luôn đó, có những cây ra hoa đẹp không quý vị? Quý vị có thấy gì không? Cây này rất là cao. Trên này là khu chung cư à. Chung cư ngày xưa nó bị sạt lở lần sau người ta gia cố lại ha. Bán đồ Tết này, bán lèo tèo như thế này không biết làm sao nữa. Người ta nói buôn có bàn, bán có phường đó. Thường thường bà con mình hay tập trung tới để những cái khu vực nào mà buôn bán tấp nập đông vui để mà tha hồ mà lựa chọn đó. Hướng như thế này là hướng về chùa Tàu rồi quý vị. Buổi chiều mà cần Tết như thế này á, đi ra vùng ngoại ô thấy khung cảnh nó bình yên lắm. Mình mấy ngày hôm nay là phải nói thở không ra hơi luôn. Vừa tranh thủ đi quay video như thế này mà vừa việc nhà, việc này, việc kia, u cha trời ơi. Đúng là Tết. Còn con nít khỏe à, ăn xong lên ngủ. Còn con mình ăn xong lên ngủ giấc no say cái đã, vậy phụ cha mẹ được cái gì phụ.
rồi chơi, rồi chờ Tết, ăn uống thôi, vô tư, vô lo vô nghĩ, qua đã. Rồi mai mốt rồi chúng nó cũng lớn lên và cũng giống như là giống như mình mà thôi ha. Để mình chạy lên lại khu chùa tàu của anh để tìm cảm giác bình yên vắng vẻ đó quý vị, hay là tìm cảm giác buồn đây. Đường lên chùa tàu này vào buổi chiều lên đây thì bây giờ trời nó đã hừng nắng lên, hồi nãy nó âm u. Đường lên chùa tàu bình yên thôi rồi. Đa số là rất là nhiều quầy người ta đóng cửa, giống như là người ta nghỉ Tết luôn quý vị. Mùa này cũng vắng à. Ông bà con mình là lác đác vài quầy hoàng mở ra chơi vậy thôi, còn đa số đóng cửa hết sạch, tại vì nó vắng khách quá mà. Đây là một chùa này, treo lồng đèn quá trời luôn. Hồi trước mình cũng ghé vào trong đó quay rồi cho nên như là không ghé vào nữa, chỉ là thoáng qua một chút như vậy thôi. Đó, khung cảnh rất là cổ kính, bình yên. Những cái cô mà hay bán đũa này, rồi sữa chua này, hay ngồi lang thang ở đây bây giờ không thấy nữa quý vị. Đây. Và dọc xuống đây một loạt luôn. Hồi trước mình lên thì mình thấy mở lại ra, nhưng mà bây giờ bà con mình cũng đóng cửa nghỉ hết. Có lẽ là bà con mình nghỉ Tết, rồi tới ngày mùng 2 đó, khi mà khách lên đông ra mở cửa bán tiếp à. Nhưng mấy ngày này nó không vắng. Dăm ba cái quầy vàng mở ra vậy thôi, cho thuê sang quầy. Rồi ngày hôm nay mình cũng làm một cái video để cập nhật tình hình mua bán hoa Tết ở con đường Trần Hưng Đạo của thành phố Đà Lạt. Từ trung lại thì hôm nay cũng thấy sức mua có tăng lên đáng kể, nhưng mà vẫn chưa khả quan cho lắm quý vị. Và dẫn quý vị đi vào chùa tàu, một cái khung cảnh khá là bình yên nhưng mà cũng tiêu điều, cũng buồn vì nó vắng vẻ và rất là nhiều những cái kiosk cửa hàng đang đóng cửa. Đó, nghỉ Tết và cũng có thể là nhiều cửa hàng người ta nghỉ luôn quý vị, ví dụ như là những cửa hàng ngoài này đó, thấy những cái mái che nó rách nát và nó sập sệ như vậy là không có ai tu sửa cả và người ta nghỉ luôn đó. Rồi cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành quan tâm theo dõi cái đoạn clip vừa rồi của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Rồi bye bye, xin chào tạm biệt quý vị nhé.